tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe luôn các bạn ạ. Chiều nay mình thi giữa học kỳ. Đấy, ghê chưa. Chiều nay ấy là mình thi toán với giáo dục công dân. Mà lúc thi mình cũng hồi hộp lắm chứ bộ. Mình còn mượn sách của các bạn đọc lại đề để cho nó nhớ này. Nhưng mà đấy không như là mơ các bạn ạ. Đến khi thi một số đề thì nó cũng dễ làm được, nhưng mà một số đề nó khó quá. Mình nghĩ mãi là chả ra. Đồ. Chắc tình huống này bạn nào cũng từng gặp khi đi thi rồi đúng không? Môn toán mình làm cũng thấy khá là dễ, nhưng mà cũng chỉ hơi ok thôi, cũng tạm tạm. Còn môn giáo dục công dân ý, thầy dạy giáo dục công dân cực kỳ vui tính luôn, mà ra đề cũng khá là dễ, cho nên là chúng mình cũng làm được các bạn ạ. Và các bạn ơi, đây này, các bạn thấy gì không? Đấy, ghê chưa. Mà có gì đâu mà ghê các bạn nhỉ? Đấy, ngôi nhà nấm của mình đấy. Ngôi nhà nấm của mình với của em Tú là sơn xong rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ chị em mình đang làm cái lối đi. Đấy, làm cái lối đi. Xong rồi chị em mình còn trồng rau ở xung quanh mấy cái chỗ đất trống này này các bạn này. Ở chỗ khu vực này thì mình sẽ trồng rau sở nách đi. Đấy, còn ở đây thì mình sẽ trồng dưa chuột. Đấy, các bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Còn ở đất bên kia, đấy, mình sẽ trồng bắp cải các bạn ạ. Chị em mình trồng rau như thế để khi ra ở riêng thì mới có cái để ăn. Và chị em mình cũng phải thường xuyên bắt sâu cho rau, chứ không là sâu ăn hết rau bọn mình không có cái gì ăn đâu các bạn ạ. Tóm lại thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một kỳ thi giữa học kỳ thật là tốt và đạt được nhiều điểm cao nha. Và mình cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn, ngoài thời gian học ra thì chúng mình phải biết lao động để giúp đỡ gia đình nha. Thời gian là vàng bạc, không chờ đợi một ai, cho nên các bạn hãy biết quý trọng thời gian nha. Các bạn ơi, con thỏ nhà mình nó ra rồi, bây giờ mình phải chạy bắt nó vào chuồng đây. Được hai chú thỏ vào chuồng thôi. Những chú thỏ nhà mình rất hay ra chuồng các bạn ạ. Bởi vì mình lo những chú thỏ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mình phải luồn chúng vào chuồng ngay. Đây, chẹn viên gạch này vào. Đây, kêu. Đây, rau đây nè, ăn đi nha những chú thỏ. Đấy. Đấy các bạn ạ, những chú thỏ nhà mình đói cho nên là mới chui ra khỏi chuồng để kiếm đồ ăn ăn. Cho nên mình phải đi lấy đồ ăn nhanh để cho chúng ăn các bạn ạ. Đấy, các bạn ở nhà nhớ yêu thương động vật của mình nha. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.